lời gì với sông với suối nha. Thôi thôi, tôi muốn ăn nè, muốn quỳ ăn nè. Ui, ông ngóc ngóc cái đầu lên nè. Ồ, ông ngóc cái đầu ông. Tại vì con thấy nó nằm dưới mé đường á, mấy cây rớt nữa. Nó thằng cả cá đó cũng vậy. Đi dọc đường giao bông cho khách mà phát hiện có một chú cá đang lóc lóc, đó chính là chú cá lóc. Không biết là chú bị người ta mua lọt bọc hay là ảnh lóc từ dưới mương lên nữa cả nhà ơi. Đây, anh gấu đang xuống mé nó lụm cái bọc đang thả anh xuống sông. Thôi thả chứ không có ăn, khi nào mình mua có chủ bán mình mới ăn. Thả đi anh ơi. Thả cống nó thả được chứ. Nó xong đó. Xong rồi sao thả? Dục cái thằng hả? Không. Vậy lại cái cống mới thả được hả? Cống này được chưa? Cả nhà ơi, phải thả chú ơi, mình lụm mà mình chủ động tới chợ mua mình mới mua về ăn. Cá ơi, gì với sông với suối nha, ai mua mày bị rớt dọc đường nãy giờ á, mày lóc lóc trên lộ á, giờ đi về với sông với suối nha. Cắn cái bọc kìa. Ủa, cá dê hay cá lóc anh? Cá lóc. Cắn cái bọc nè. Không thấy xa đó, thấy thương quá. Rồi, về dưới sông dưới suối nha. Thôi thôi, tôi muốn ăn nè, muốn quỳ ăn nè. Ui, ông ngóc ngóc cái đầu lên nè. Ồ, ông ngóc cái đầu ông. Tại vì con thấy nó nằm dưới mé đường á, mấy cây rớt nữa. Nó thằng cả cá đó cũng vậy. Mấy cây rớt nữa, ngóc ngóc trên lợn bên kia. Chừng nào con mua ăn thì con mới ăn. Thấy trên đường đó. Đi chợ cũng gặp cá nhảy nhảy gì lộ gì cũng bụp gì thả xong gì đó. Dạ. Cái nào mình mua mình hãy ăn chứ cái này. Con cha này bữa nãy em cũng có một cây nữa mà. Đẹp quá nha con.